Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đi đến với đề bài phân tích bi kịch bị tha hóa của nhân vật chương 3. Từ đó, nhận xét về quan điểm của nhà văn về cuộc sống có ý nghĩa thông qua đoạn trích xác hàng thịt bắt đầu đến sức mạnh của tôi. Ha ha ha! Trong vở kịch Hồn chương 3 xác hàng thịt, tác giả Lưu Quang Vũ. Đầu tiên là phần mở bài, chúng ta nhớ giới thiệu đôi nét về Lưu Quang Vũ, về vở kịch Hồn chương 3 xác hàng thịt, về đoạn trích và trích lược. Lưu Quang Vũ là hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch trường những năm 80 của thế kỷ 20. Vở kịch Hồn chương 3 xác hàng thịt của Lưu Quang Vũ đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, triết lý và giàu tính nhân văn. Đoạn trích mà đề bài yêu cầu là cuộc đối thoại giữa hồn và xác, qua đó thể hiện bi kịch bị tha hóa của chương 3, thể hiện quan điểm của nhà văn về cuộc sống như thế nào cho có ý nghĩa. 2. Mở ngoặc kép, xác hàng thịt bắt đầu. 3. Ha ha. Ở phần thân bài, đầu tiên, trước khi phân tích cụ thể đoạn trích thì chúng ta có vài lời tóm tắt phần dẫn vào đoạn trích. Chương 3 là một người giỏi đánh cờ, có tâm hồn cao khiết nhưng mà bị chết oan. Và ông được tiên cờ đế thích cho nhập vào xác anh hàng thịt. Từ đó, chương 3 bắt đầu nhiễm thói xấu của hàng thịt. Cho nên, ông trở nên đau khổ, chỉ muốn tách ra khỏi xác hàng thịt dù chỉ trong giây lát. Ở trên màn hình ta sửa chữ dây, ới dây, di ấy dây. Xin cảm ơn. Sau đó, chúng ta đi vào nói một chút, giải thích một chút về cái vấn đề mà đề bài đưa ra, đó là sự tha hóa, khái niệm tha hóa. Tha hóa là khi con người rơi vào tình trạng không còn là chính mình, khi con người đánh mất mình, khi con người trở thành kẻ ác. Đó là sự thay đổi theo hướng tiêu cực. Ở trên màn hình ta sửa chữ hướng, ương ở ương, hở ương hương sắc hướng. Xin cảm ơn. Sau đó ta đi vào phân tích cụ thể đoạn trích. Phân tích cụ thể đoạn trích với các ý cụ thể như sau. Đầu tiên ta nói về hồn chương 3. Hồn chương 3 ở trong đoạn này ở vào yếu thế, đuối lý, chỉ nói được vài lời ngắn, giọng điệu đứt đoạn, bất lực, vô lý, nói láo, im đi, ta đã bảo mày im đi. Hồn chương 3 vẫn tự nhận mình là trong sạch, thẳng thắn, ta vẫn có một đời sống riêng. Hồn chương 3 không chịu nhận mình đã tha hóa, không, hồn chương 3 phủ nhận sự ảnh hưởng của sắc phạm. Mày không biết nói, mày chỉ là xác thịt âm u, đuôi mù. Hồn chương 3 đổ hết mọi tội lỗi cho cái xác. Đấy là mày chứ, thân thể của mày, chân tay của mày. Hồn chương 3 thể hiện tất cả những điều đó kèm theo những tiếng kêu than bịt tai lại, không muốn nghe mày nữa, vân vân. Tất cả những điều đó thể hiện một cái tâm hồn dằn vặt, đau khổ, bi kịch đến cùng cực. Sau khi phân tích xong phần hồn thì chúng ta chuyển sang phân tích phần xác, xác hàng thịt với các ý như sau. Thứ nhất, xác hàng thịt ở đoạn này nói dài, nói nhiều, nói thoải mái, nói không kiêng dè, nể nang bất cứ một điều gì. Xác hàng thịt gợi lại mọi sự tha hóa của hồn chương 3 khi ông ở bên nhà tới, cổ nghẹn lại, hơi thở nóng rực, chân tay run rẩy. Khi ông sao xuyến món tiết canh, cổ hũ, khấu đuôi. Khi ông tát thằng con ông, té mong một móng mũi, vân vân. Dòng điều của xác hàng thịt hả hê, tôi đã cho sức mạnh, cho ông sức mạnh. Giọng điệu của xác hàng thịt chỉ trích, châm chọc. Rồi xác hàng thịt cười nhạo nhiều lần, ha ha. Xác hàng thịt lên mặt dạy đời. Xác hàng thịt có khả năng sai khiến và lấn át tâm hồn. Xác hàng thịt phủ nhận sự trong sạch của tâm hồn, vô ích. Ông không tách ra khỏi tôi được đâu. Ha 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 ha. Sau đó,
Chúng ta phân tích ý nghĩa của đoạn trích thông qua đoạn trích, thông qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, thông qua bi kịch bị tha hóa phần hồn của chương 3. Tác giả muốn khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa thể xác và tâm hồn. Và cái ý nghĩa thứ hai đó là thông qua đoạn trích này, tác giả muốn cảnh báo môi trường sống ảnh hưởng quan trọng đến phẩm chất, đến tâm hồn. Như nước sạch mà đổ vào cái bình chứa không sạch thì nước sẽ không còn trong sạch. Sau đó, ta đi vào nhận xét về quan niệm sống sao cho có ý nghĩa của nhà văn mà đề bài này yêu cầu. Phải luôn đấu tranh với môi trường sống, phải luôn đấu tranh với ham muốn tầm thường, phải luôn có ý thức vượt lên trên nghịch cảnh. Phần đặc sắc nghệ thuật, trước khi kết bài, ta cần phải bàn đến những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích này. Tình huống giả tưởng đặc sắc, đối lập mâu thuẫn gay gắt, ngôn ngữ đối thoại thực chất là độc thoại nội tâm qua việc nhân vật tự phân thân, sức điêu luyện, tính cách nhân vật đa diện, phức tạp, hành động kịch, xung đột kịch, gay cấn, vân vân. Ở phần kết bài, ta nêu hai ý. Thứ nhất, tóm lại đoạn trích đã như thế nào đó. Thứ hai, thông qua đoạn trích ta như thế nào đó. Chúc các em thành công. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng Diễn Đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.